tác phẩm Vô Gia Đình, tiếng Pháp, Sans Famille, có thể được xem là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn Hector Malot, được xuất bản năm 1878. Tác phẩm đã nhận được giải thưởng của Viện Hàn Lâm Văn Học Pháp. Nhiều nước trên thế giới đã dịch lại tác phẩm và xuất bản nhiều lần. Từ 100 năm nay, Vô Gia Đình đã trở nên quen thuộc đối với thiếu nhi Pháp và thế giới. Kiệt tác này đã được xuất bản nhiều lần trên phim ảnh và truyền hình. Tại Việt Nam, tác phẩm Cay đắng mùi đời được Hồ Biểu Chánh viết phỏng theo tác phẩm Vô Gia Đình. Nội dung chính: Vô Gia Đình kể chuyện một cậu bé tên là Remy bị bỏ rơi từ nhỏ, rồi bị bỏ lại ở một góc đường. Cậu được một gia đình khác nhận nuôi. Remy được chăm sóc trong vòng tay yêu thương của má Barberin, cho đến một ngày người chồng của má làm việc ở Paris bị tai nạn và tàn phế trở về, và bán Remy cho ông cụ Vitali. Sau đó Remy đi theo gánh xiếc của cụ Vitali để làm thuê. Hai người đã đi lang thang khắp mọi miền nước Anh và Pháp trình diễn xiếc để kiếm sống, sau đó bị tù ở Anh. Cuối cùng tìm thấy mẹ và em. Em bé Remy ấy đã lớn lên trong gian khổ. Em đã chung đụng với mọi hạng người, sống khắp mọi nơi. Nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương. Em đã lao động lấy mà sống. Lúc đầu dưới quyền điều khiển của một ông già từng trải và đạo đức, cụ Vitali. Về sau thì tự lập và không những lo cho mình, còn bảo đảm việc biểu diễn và sinh sống cho cả một gánh hát rong. Đã có khi em và cả đoàn lang thang suốt mấy ngày không có một chút gì trong bụng. Đã có khi em mắc oan, bị giải ra trước tòa án và bị ở tù. Và cũng có khi em được nuôi nấng đàng hoàng, no ấm. Nhưng dù ở đâu, trong cảnh ngộ nào, em vẫn noi theo nếp rèn dạy của ông già Vitali giữ phẩm chất làm người. Nghĩa là ngay thẳng, gan dạ, tự trọng, thương người, ham lao động, không ngửa tay xin xỏ, không dối trá, gian dảo, nhớ ơn nghĩa, luôn luôn muốn làm người có ích. Bên cạnh Remy có chú bé nghệ sĩ Mattia khôn ngoan, linh lợi, tháo vát, tận tình với bạn, một tài hoa nghệ thuật nở sớm cộng với tấm lòng vàng. Con chó Capi khôn như người và rất có nghĩa, con khỉ Joliker liếng láu và đáng thương. Những con người và con vật ấy ở đây được dựng lên linh hoạt như sống, gây nhiều hứng thú cho bạn đọc nhỏ tuổi. Cuối cùng, em cũng tìm được gia đình thật sự của mình và sống hạnh phúc cùng với Lizer sau này. Nhận định chung, qua câu chuyện phiêu lưu hết sức hấp dẫn của chú bé Remy, người ta thấy quyển sách ca ngợi lao động, ca ngợi tinh thần tự lập và tự tin của tuổi trẻ, phát huy ý thức chịu đựng gian khổ để tìm được gia đình và tập quán xoay sở, tháo vát, đề cao nghệ thuật, khuyến khích tình bạn chân chính. Nó phản ánh cảnh lao động và sinh hoạt bấp bênh, nguy hiểm, đầy đe dọa của người thợ mỏ và của nhân dân lao động thành phố trong xã hội. Đồng thời nó thể hiện cái thực tế là tình thương người, lòng biết ơn, tình đùm bọc lẫn nhau giữa những người cùng hoàn cảnh. Quyển sách đã diễn tả nhiều cảnh nông thôn và thành thị, giúp bạn đọc thêm phần hứng thú trong khi theo dõi câu chuyện, lại có thể mở rộng tầm hiểu biết. Tác phẩm được nhiều nước như Pháp, Nhật, Liên Xô, Mỹ, Ý chuyển thể sang phim vào các năm 1913, 1925, 1934, 1946, 1958, 1965, 1977, 1981, 1984, 2000 và gần đây năm 2018. Tác phẩm được Pháp chuyển thể sang phim tựa đề Remy Knows Body Boy của Anton Blocher. Mời quý khán thính giả thưởng thức tiểu thuyết Vô Gia Đình. Tác giả Hector Malot. Diễn đọc Mai Điền.